Vâng, trận đấu tiếp theo ở trong vòng bảng D. Máy của các thành viên của bên phía team Thịnh Kinh đây là Sirian của màu 6. Yamato trong cánh đánh cung A. Glick ở phía bên ngoài với cùng đây là vâng Glick, Yamato. Cho son Egypt Yamato và Babylon. Và swing trong tay của Lan Tường. Quần rất đẹp. Ngon rồi. Ngon rồi Mario ơi. Gọi tên vâng của Mario. Tôi chuẩn bị vâng làm tí. Hả? Quảng cáo như nào ấy? Vâng, quay trở lại với trận đấu này thôi. Một bài cầm swing dành cho Lan Tường. Tạm gọi là Lan Tường chứ không biết là có phải là ông Lan Tường không. 19/24, 17/4. Một bài swing có lẽ là cần phải đánh châu dần nếu như muốn ép được chuẩn. Vâng, thiết kế chiếc S vàng ăn vàng luôn. Không, trên. Thôi cũng được. Thao tác khá mượt tới từ team Thịnh Kinh. Vâng, đây là cũng là một team mà tôi đánh giá là cũng được. Vâng, cũng được đấy. Thao tác của người cầm sen này khá mượt mà. Có lẽ là cũng đã luyện tập cũng là khá lâu. Cắt dần dần. Vâng, cắt dần khá chuẩn mực. Cộng thêm dần thôi. Không, 7-26 với 25 đồng dần xe. Rất chuẩn mực. Nghe Gami bình luận hay phết, cảm ơn bạn anh Black Joker 2603. Rất cảm ơn anh. Thực ra thì anh nói như này thì em biết là anh cũng nói hơi thừa một tí. Vâng, ai cũng biết cái điều đấy. Nhưng thôi em cũng xin cảm ơn anh một lần nữa khi mà anh là người dám nói ra sự thật. Thực ra ở trên thế giới này, trên đời này, những người mà dám nói ra sự thật em nghĩ là không nhiều. Đấy là một đức tính tốt đấy. Em rất cảm ơn anh Black Joker 2603. Vâng, Seng là một bài kích đời khá chuẩn mực. Đây là Greg 25, vâng 25 nông dân. Một bài mà Greg sẽ chém chéo sang phía bên này để cho cả Sirian và Yamato đánh cung chăng. Vâng, một bài Yamato như này thì không có lý do gì mà người ta đánh chém cả. Đánh cung A thẳng để có thể cân bản đồ. Không, nhưng vẫn đang đi dâng. Vâng, gặp tôi bài này tôi xin phép. Vâng, đánh ngồi thủ gây dây. Quân thì đã đẹp hơn rồi. Còn đây là AC Real trong tay của màu 6. Một bài nhà AC Real màu 6 cũng đang khá có hốc. Đây là một bài đánh chuẩn, phải là Greg đi dâng sang phía bên này. AC Real và Yamato sẽ ôm nhau đánh cung là hợp lý nhất.
Còn xe sẽ một mình một cánh. Đánh như vậy mới là chuẩn. Chúng ta cùng xem Grick. Đúng là Grick vẫn đang đi dâng cánh phía này, nhưng tôi không hiểu sao Yamato. Ờ, nhưng mà tôi không hiểu sao Yamato, không biết là Yamato đánh cái gì đây. Có lẽ là vẫn sẽ là một bài đánh cung A thôi. Chuẩn bị nộp blitz ra đây. Chuẩn bị thắng cái nơi rồi. Hả? Vâng, sẽ vẫn là một bài đánh cung A thôi. Tôi nghĩ đánh như thế là cực kỳ hợp lý. Vâng, trận này mà không đánh cung A tôi xin phép. Vâng, phí công học bách khoa. Đuổi ngay. Cho học trường khác ngay. Ăn thêm một con voi ở phía ngoài để lấy lực thôi. Phía bên kia mùa 1 đang không lên đời. Ngon. Kích đời 11 phút 31 giây lèo. Muộn thế. 25 nông dân tới người cầm Grick. Có lẽ xem Grick đánh, vâng, đánh chém ở cánh phía bên này thôi. Cánh này là cánh quan trọng. Xe bên kia cũng sẽ phải là người cầm cự được cánh khi mà được cầm xe dành cho Lan Tường. Một bài Grick đang có khá nhiều đồ ăn. Công giáp cần phải đầy đủ lên. AC đi ăn tới người về khung nhà. Có cung tên không xoắn. Vâng, đây là máy thứ người cầm xe. Pha vẩy E cũng khá nhanh tay tới từ M3. Không hề đơn giản. Không đơn giản. Nhưng đây là con ngựa giò công giáp điều. Chơi đấy. Vẫn đang đợi hai dành cho người cầm M3. Không biết là Yamato hay cho Son. Vâng, hai lạc đà đã bắt đầu di chuyển rồi. Vâng, thích thì xúc kìa. Vẫn đang chỉ là đời 2. Hãy nhớ một điều là như vậy. Vâng, dân màu 3 đang bắt đầu di chuyển. Chạy đi đâu? Lạc đà đến nơi rồi. Được không? Vừa nhảy đời thôi. Vẩy E vào. Đây là pha vẩy E tới từ người cầm xinh. Vâng, con ngựa giò đã chọc đưa vào phía bên trong. Và 7 nông dân này sẽ phải nằm xuống. Này thì Mario ốc trồ chúng tôi. Ốc trồ chúng tôi. Chém lên em ấy. Vào. Vâng, tiếp tục vào thôi. Dân không có bánh xe. Đương nhiên rồi, vừa mới lên đời lấy đâu ra bánh xe. Bây giờ thì vẽ ruộng. Một bài mà màu 3 cũng đã khá yếu. Voi cầu các bạn thấy đây là voi cầu khá la liệt ở trên bản đồ. Nhưng đây là một trận đấu màu 3 đánh có lẽ rằng hơi yếu thôi, chứ không phải do vấn đề về bài. Một bài mà xe hoàn toàn có thể cân đổi cánh phía bên này. Trong khi đây là người cầm Grick. Tham Lai đang là 27/32. Gặp con ngựa giò của màu 1. Nhưng đây là con ngựa giò không có giáp, đập phát chết luôn. Chém thẳng vào nhà người cầm 4. 4 là người cầm chém trong trận này. Vâng, ăn vàng. Như vậy là kiểu gì cũng sẽ có ngựa giò và đang chọc vào nhà của người cầm 5 đây. Nhưng không, cái đấy không phải là điều quá quan trọng. Dê lều vâng đi dâng lờ cơ thủ phù. Thủ phù làm gì? Tại sao đó không phải là một nhà y? Vâng, thấy người ta quá đông lạc đà này hoàn toàn có thể chơi kiểu y. Nhưng đây là một bài mà có lẽ rằng màu 4 cũng không quá khỏe. Vâng, tách chém rất hay tới từ màu 5. Phúc Huy. Hay. Rất hay. Không, đây là một turn dummy mới là hợp lý. Vâng, như vậy tôi nghĩ rằng chém như vậy là cũng ổn rồi. Đây là 35/52. Một bài mà đã lên cung A hai áo thành công. Tham Lai đang đi rất mạnh dành cho các thành viên của bên phía Bách Khoa. Một bài cho Son không lên được đời. Phía bên kia đó là Egypt, Yamato, Babylon. Bên mình quân vẫn là đẹp hơn khá nhiều. Nhưng với sự vâng xuất sắc trong việc hiện đời tới từ người cầm M1 phát red thì các thành viên của phía Bách Khoa đang hoàn toàn có lợi thế hơn. Và đánh máy của các anh em khác đây là 24/32. Quản lý bản đồ tốt nào. Asidian đã bắt đầu đẩy quân. Đây là 52/60. Đẩy quân vào nhà của M4 dường như đó là người cầm Babylon. Babylon thôi thì lạc đà không có lợi thế gì nhiều. Nó không phải lạc đà của Pamidan. Asidian không xoắn. Khả năng tiếp cận những con lạc đà của
Vâng, khả năng tiếp cận của những con lạc đà Babylon là không quá cao. Và cung đỡ AC Iran thì lại có lợi thế trong việc chống lạc đà bằng khả năng bắn nhanh hơn của những con cung đỡ. Nâng cấp chặt gỗ 2. Vâng, cần phải đứng sát vào mép rừng để tránh trường hợp bị bắt quân. Cũng là khá hợp lý. Đây là một tuần bắt quân nhưng có bắt được không đây? Khi đây là cung đỡ AC Iran đã có giáp, không bắt được dành cho người cầm Baby. Babylon sẽ bung nhà ở trong tình huống này. Phá vé được không? Không được. Vâng, nhưng sân KS quyết rồi. Tỷ số là 3-1 dành cho các thành viên của bên phía Thịnh Kinh. Tốt. Và các bạn hãy cùng nhau chờ đợi những phút để chúng ta sẽ đến với những trận đấu tiếp theo.